Radio Công giáo mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đạo Công giáo có cho phép thủy tán không? Của Linh Mục Anton Phạm Trọng Quang, dòng Ngôi Lời. Cách đây một thời gian, khi ca sĩ Phi Nhung mới qua đời, con gái của ca sĩ là cô Wendy chia sẻ trên các kênh truyền thông rằng cô muốn để tro cốt của mẹ mình ở tỉnh xá cho đến lúc mãn tang. Sau đó, cô sẽ mang tro cốt của mẹ đến Hawaii để thủy táng. Cô cho biết thêm, vì lúc còn sống, mẹ của cô rất thích đi du lịch, nhất là thích các chuyến đi chơi ở biển. Khi nghe con gái Phi Nhung chia sẻ như vậy, nhiều người Công giáo cũng có sự đồng cảm và thích thú. Trong nhiều cuộc trò chuyện gần đây, tôi cũng nghe nhiều người bàn thảo về chủ đề này. Tuy nhiên, họ cũng đặt lại câu hỏi với tôi về nguyên tắc của tôn giáo mình đối với việc thủy táng. Họ hỏi rằng, là một người theo đạo Công giáo, chúng ta có được lựa chọn phương pháp thủy táng hay rắc tro trên đất hoặc dưới gốc cây không? Đây là những câu hỏi hết sức thú vị và cũng rất quan trọng đối với người Công giáo chúng ta. Trước khi trả lời cho những câu hỏi này, tôi xin khẳng định hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của cô Wendy và những người bạn không cùng tôn giáo với tôi. Bài viết này cũng không có ý định tranh luận với ai, vì tôi biết vốn hiểu biết về giáo lý và truyền thống của các tôn giáo bạn của tôi rất giới hạn. Bởi thế, trong bài viết này, tôi chỉ muốn trình bày một vài quan điểm theo hướng dẫn của Đức Tin Hội Thánh Công giáo, hầu giúp mọi người hiểu được vấn đề. Tôi cũng mong độc giả hiểu rõ mỗi tôn giáo có một khái niệm khác nhau về sự chết, nhất là vấn đề sự sống sau cái chết. Có thể có nhiều người cho rằng chết là hết, nhưng đức tin của người Công giáo dạy chúng ta rằng chết không phải là hết, nhưng chết là lìa bỏ thân xác để trở về với Chúa. Chính Chúa Giêsu đã chết và phục sinh, thì mỗi Kitô hữu chúng ta nhờ vào Chúa không ai tránh được sự chết. Tuy nhiên, trong ngày sau hết, chúng ta lại được sống một cách vinh quang như người. Điều này được lý giải trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa trong số những người đã an nghỉ. Mọi người phải chết nơi Adam thế nào thì mọi người cũng sẽ được sống trong Đức Kitô như vậy. Bởi nền tảng đức tin này, trong sách lễ Roma có đoạn viết: Lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì họ lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời. Chính vì thế, trong huấn thị về việc mai táng và lưu giữ tro họ táng, Đức Hồng Y Gerha Muller đã giải thích: Khi con người chết, linh hồn rời khỏi thân xác, nhưng khi sống lại, thân xác chúng ta sẽ được Thiên Chúa ban cho sự sống bất diệt, được biến đổi khi liên kết lại với linh hồn. Như vậy, giáo hội đã tin và không ngừng rao giảng về sự sống đời đời. Giáo hội luôn tin xác loài người ngày sau sống lại. Hơn nữa, giáo hội hoàn toàn tôn trọng thân xác của người đã qua đời, cho nên tiếp tục cổ võ việc địa táng. Dĩ nhiên, ngày nay vì lý do vệ sinh, kinh tế hay xã hội, giáo hội đã cho phép được hỏa táng thi hài của các tín hữu. Tuy nhiên, giáo hội cũng đưa ra một số nguyên tắc rất quan trọng liên quan đến việc an táng. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn thỏa sau đây. Kính thưa quý vị và anh chị em, theo Bộ Giáo luật Điều 1176, giáo hội mong muốn thi hài người qua đời được an táng trong các nghĩa trang và những địa điểm linh thiêng. Bởi vì theo huấn thị về việc mai táng và lưu giữ tro họ táng của tòa thánh, ngôi mộ trong nghĩa trang hay ở những nơi thánh thiêng thật xứng hợp với thái độ tôn kính hay sự quý trọng dành cho thân xác của các tín hữu đã qua đời. Thân xác đã trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần nhờ bí tích thánh tẩy. Nếu chúng ta sống ở Âu Châu, Úc Châu
hay ở Hoa Kỳ, nhiều giáo xứ xây dựng nghĩa trang ở ngay bên cạnh nhà thờ, trong khuôn viên nhà tu dưỡng hoặc các hội dòng. Các nghĩa trang này đều được thiết kế và xây dựng rất trang hoàng và đẹp mắt. Hàng năm, cứ vào dịp lễ các đảng linh hồn hay nhiều dịp lễ quan trọng khác, giáo hội thường tổ chức thánh lễ tại các nghĩa trang. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều chương trình âm nhạc cầu nguyện chung để tưởng nhớ các linh hồn đã khuất. Chúng ta còn thấy nhiều cá nhân hoặc gia đình còn tổ chức các buổi gặp gỡ hay đoàn tụ gia đình bên phần mộ của người thân yêu của họ. Ngày nay, nhiều gia đình vì nhiều lý do chọn cách hỏa táng. Như đã nêu trên, điều này được giáo hội cho phép, nhưng theo huấn thị về việc mai táng và lưu giữ tro hỏa táng, thì tro hỏa táng có thể được lưu giữ tại một nơi xứng đáng, chẳng hạn tại nghĩa trang, hoặc trong một số trường hợp tại thánh đường hoặc một nơi dành riêng được cung hiến bởi thẩm quyền giáo hội. Hiện nay, chúng ta thường thấy nhiều giáo xứ ở các thành phố lớn vì lý do không có đất để xây nghĩa trang nên xây các nhà trong đợi phục sinh để đặt tro của các người qua đời sau khi thi thể của họ được thiêu. Như vậy, sau khi hỏa táng, không ai được mang tro về để trong tư gia hay một nơi nào bất kỳ ngoài việc chôn cất nơi nghĩa trang hay đặt vào những nơi được giáo hội quy định. Vì theo truyền thống, các giáo hữu luôn cầu nguyện và tưởng nhớ anh chị em tín hữu đã qua đời tại các phần mộ. Việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang hay những nơi thánh thiêng giúp cho những người đã ly trần không bị lãng quên. Ngoài ra, việc cầu nguyện này cũng giúp chúng ta suy niệm về một giáo hội hiệp thông giữa những người đã qua đời, những người đang sống trên trần gian như chúng ta và các thánh trên thiên đàng. Như lời dạy trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, có sự hiệp thông giữa toàn thể các tín hữu Chúa Kitô, những người đang trên đường lữ hành trần thế, những người đang trải qua thời gian thanh luyện và những người đang hưởng phúc thiên đàng, tất cả làm nên một hội thánh duy nhất. Dựa vào những phân tích trên, giáo hội Công giáo không cho phép chúng ta đưa tro của người thân của mình đi đổ xuống biển, gọi tắt là thủy táng, rải trên mặt đất hay gốc cây, gọi tắt là lục táng. Giáo hội cũng không cho phép giữ tro cốt hỏa táng trong các kỷ vật, đồ trang sức hay vật dụng nào khác. Thời nay, nhiều gia đình vì lý do sống phân tán, mỗi người sống một phương, nhất là có người ở hải ngoại, có người ở trong nước, nên họ muốn phân chia tro hỏa táng cho các nhóm thành viên khác nhau trong gia đình. Xin nhắc lại, điều này vẫn không được giáo hội cho phép. Như vậy, đối với những ai công khai bày tỏ ý muốn phải được thiêu xác và tro hỏa táng phải được tung rắc phân tán vì những lý do nghịch với đức tin Kitô giáo, giáo hội có quy định rất nghiêm khắc rằng không được cử hành nghi lễ an táng Kitô giáo cho người ấy theo như giáo luật quy định. Trên đây là những câu trả lời và lý giải rất quan trọng đến việc hỏa táng và cho những câu hỏi liên quan dưới tinh thần của đạo Công giáo. Các tư liệu chủ yếu dựa vào Kinh Thánh, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo và nhất là huấn thị về việc mai táng và lưu giữ tro hỏa táng của Văn phòng Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 15 tháng 8 năm 2016. Trước đó, huấn thị này cũng được Đức Giáo hoàng Francisco phê duyệt vào ngày 18 tháng 3 năm 2016. Hy vọng đây là những kiến thức thực tế và bổ ích cho các tín hữu Công giáo và những ai quan tâm việc an táng và nhiều vấn đề liên quan trong giáo hội. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Radio Công giáo để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.